chị Lan Xuân, nghe nói chị Lan với em xuống đất rồi hả Xuân? Dạ chị không xuống đâu, mà chị Lan chùa rồi. Được à? Em chị Lan, chị Lan đi thăm Lan rồi. Phải chị Lan của em thương anh nhiều lắm. Biết từ đây sang vĩnh viễn anh mới ngưỡng chốn thiện ngón chốn sầu lấp tạm để con gì. Thank you.